Xin chào em và các bạn, mình là Nemo của Nemo Gamer Channel. Thì vào những cái dịp đặc biệt đó, thì Google hay ra những cái mini game này để cho mọi người chơi. Thì nhất là những sự kiện quan trọng như là Halloween hay là Happy New Year thì có những cái mini game mà con mèo mun đen nó bắt ma. Còn ngày hôm qua là ngày khai mạc của Thế vận hội Olympic Tokyo thì Google có ra cái mini game này có tên là Doodle Chainsman Island Game. Thì trong game này mọi người sẽ vào vai là một chú mèo tên là Lucky, thì gọi là mèo may mắn, giống như là bên bên Nhật hay có con mèo thần tài. Thì là con mèo này sẽ đi tới cái hòn đảo để tham gia những cái mini game ở trong đây. Thì nếu như mà bạn thắng thì bạn sẽ nhận được một cái bí kíp. Thì ngày hôm qua mình cũng có chơi rồi, nhưng mà do cái game này cái cốt truyện nó cũng hơi dài và nhiệm vụ nó cũng hơi khó, cho nên mình ngồi mày mò thì cũng 2 3 tiếng mà chưa làm hết. Thì bữa nay mình mới vừa làm xong. Thì bây giờ mình sẽ làm video này để hướng dẫn mọi người cùng chơi và cũng sẽ dịch sơ cái cốt truyện cho mọi người nghe luôn. Nhưng mà nói chung là có những khúc mà mấy cái con NPC á, nó nói chuyện mà những cái không quan trọng thì mình sẽ bỏ qua, mình không dịch. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi. Thế nó khởi đầu game nó sẽ chỉ mình là dùng những nút qua mũi tên trên bàn phím để di chuyển và nhấn nút space để nói chuyện hoặc là hành động cho những cái mini game cho phù hợp. À là nó vừa tới đảo thì nó sẽ nói là chúng ta không nên quay về, ở đây đang có những cái cuộc cuộc thi thể dục thể thao cho nên chúng ta cần phải chiến thắng. Thì chúng ta sẽ nói chuyện với những cái tượng này. Chào mừng đến với hòn đảo của những nhà vô địch. Cứ cách mỗi 4 năm thì những vận động viên mà mạnh nhất trên toàn thế giới sẽ tụ tập tại đây để thi đấu. Bước về phía trước qua cái cánh cổng đỏ và chúng tôi sẽ test cái kỹ năng của bạn. Rồi chúng ta sẽ đi vào. Đây cổng đỏ thì mọi người cứ nhấn space. À, chúng ta sẽ di chuyển nè, di chuyển để đánh trả cho banh lợi thì dùng những nút mũi tên đi di chuyển và nhấn nút space để đánh trả. Đó, chúng ta di chuyển vậy thôi. Vậy như trò này trò bóng bàn. Khi mà có power dưới đài thì mình sẽ có thể sử dụng cái tuyệt chiêu mà nó tự ra chứ mọi người không cần phải ấy. À, cậu mạnh hơn chúng tôi nghĩ. Có khi nào cậu chính là người được chọn? 7 môn thể thao, hãy tìm những cánh cổng đỏ để thách thức họ. Đánh bại họ và lấy lại sự cân bằng cho thế giới này. Rồi giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Hãy chọn một team để gia nhập để nhìn thấy cái bảng này là bảng điểm, bảng tổng điểm. Thì nó sẽ cho mình chọn 4 team, mọi người thích team nào mọi người chọn team đó. Cái này là team đỏ nè. Chào mừng một sinh viên mới để sẽ gia nhập team đỏ không? Thì chúng ta phải hỏi xem nó là ai. Ta là Karasu, một như là một cái linh vật. Con này con Crow là con quạ. Con quạ linh vật của team đỏ. Hiểu biết là con đường duy nhất để dẫn tới chiến thắng. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua team khác để xem tiếp. Xin chào, ngươi có đủ mạnh để gia nhập đội xanh hay không? Ta là Uchi, một biểu tượng là của một con bò mạnh mẽ của team xanh. Chăm chỉ là con đường duy nhất để dẫn tới chiến thắng. Liệu ngươi có thể tiếp tục được hay không? Rồi chúng ta sẽ qua người khác.
À, ngươi không biết là ngươi đang cần thiếu cái gì đâu. Đây là tim vàng, là con cấp 3 trong truyền thuyết của Nhật. Con này nó chỉ nói cấp 3, cấp 3 thôi. Muốn gia nhập tim vàng không? Nó sẽ là một bí mật giữa 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 hai chúng ta. Ngươi là ai? Ta là... Cái này là con này là con này là phải là gọi là con kitsune phải không? Cái này giống như là con cáo. Đó là đúng rồi, con cáo nè của tim vàng. Cuộc sống sẽ vui hơn nếu giống như là bạn biết chơi mấy cái trò mà lẩn trốn này kia. Rồi bây giờ mình sẽ gia nhập tim xanh tại vì mình thích màu xanh. Tốt lắm, chào mừng đã đến với đội xanh. Thử thách đầu tiên của ngươi là tìm và tiêu diệt một cái nhà vô địch huyền thoại. Hãy đi theo con đường dẫn này để tìm những nhà vô địch và chơi những cái bộ môn thể thao để thách đấu với họ. Hoặc là có thể sử dụng cái la bàn để mở bản đồ thế giới ra. Hy vọng là muscle này giống như là cơ bắp á, giống như là trong thể dục thể thao thì người ta trọng về cơ bắp. Đây là leo núi. Fukuro là một nhà vô địch leo núi đang chờ ngươi ở trên đỉnh của ngọn núi này. Dù chúng ta có cố gắng bao nhiêu, chưa có ai đã cần có thể mà đạt lên tới đỉnh núi mà để gặp mặt thần, cái đó phải gọi là thần chứ. Kể cả loài chim như ta mà cũng còn không thể bay đến gần, ai có thể có được cơ hội đây? Đây mọi người, tới những cánh cổng đỏ thì nó sẽ hiện ra cái crown này giống như là một cuốn bí kíp, thì mọi người để sẽ thử thách với nó. Leo đến đỉnh nhanh nhất bạn có thể và tránh những cái chướng ngại vật thì nhấn space để zoom, nhưng mà nếu như có một cái máy là mọi người đè cái nút zoom thì nó sẽ nhảy xa hơn. Ở cái thử thách này là một trong những thử thách mà khó nhất mà trong tất cả các cái thử thách ở trong mini game này, thì cho nên là chúng ta sẽ cố gắng để coi coi mình đi được tới đâu nha. Rồi bắt đầu. Mới đầu là ngọn núi chỉ có 86 mét thôi. Chúng ta sẽ bám ở đây. Chúng ta sẽ nhảy qua đây thì mỗi cái ngọn đền này nó là một cái checkpoint, có nghĩa nếu như mà mọi người bị rớt bị té xuống thì mọi người sẽ hiện lại ngay chỗ checkpoint đó. Ai da, té rồi. Chúng ta đã tới đích rồi. Thì cái thử thách này thực ra dễ nhưng mà nó còn một mức độ hard nữa, thì lát nữa ở bên kia nó sẽ mở. Thì nói chung là cái hard mình ngày hôm qua mình chơi chắc cũng nửa tiếng mới xong, tại vì cái màn này nó khó lắm, cái thử thách mini game này khó lắm. Rồi chúng ta đã xong rồi, vậy chúng ta sẽ đi khám phá những nơi gần đây thôi. Fukuro á, là sẽ chỉ trở lại cái giống như là cái chỗ tập luyện chỉ khi nào có người nào đó đạt lên tới đỉnh núi. Chào mừng những nhà du hành. Tước là tôi có thể mời bạn thư giãn ở trong cái suối nước nóng, nhưng mà một trong những cái quả cầu tuyết của Fukuro đã chặn cái lối vào rồi, không còn cách nào khác để vào hoặc là ra. Đó. Thanh niên này giống như là người giống như là kinh doanh cái suối nước nóng. Không có cách nào để vào sao? Không, chúng ta cần một cái gì đó giống như là một cái tên lửa siêu hạng để làm chảy cái khối tuyết này ra. Làm sao mà cô có thể đảm đương được? Rồi chúng ta sẽ giúp đỡ. À, tôi không có tiền nhưng mà có thể cô sẽ tìm tìm cách để giúp. Ồ, bạn thật là tốt bụng. Hãy kiểm tra cái Luffy, cái shop mà bán cung tên ở hướng này là hướng hướng Tây Bắc, cái khu cảng ở Tây Bắc. Anh ta có thể sẽ giúp được. Vợ tôi và tôi luôn có một đứa con, muốn có một đứa con trong nhiều năm. Và một ngày chúng tôi tìm thấy một quả đào bị như là nổi trên sông. Chúng tôi đã đem về và cắt nó ra, thì bên trong có một đứa trẻ.
Và đó là cách mà chúng tôi đã tìm ra con trai chúng tôi, đó chính là Momotaro. Thì đây chính là cái truyền thuyết về cậu bé quả đào. Bất cứ nơi nào có quả đào thì Momotaro không có ở xa ngay chỗ đó, có nghĩa là Momotaro đang đứng gần gần nó. Con trai của chúng tôi Momotaro đã đi tới cái đảo đảo quỷ để chơi cái trò giống như là trò Rugby này, giống như là cái trò hơi hơi giống như là bóng bầu dục á. Ta hy vọng là nó có thể trở về thăm chúng ta sớm. Rồi. À, cái này cái ngọn núi ấy. Những nghiên cứu của Tim Đỏ đang tiến triển rất tốt. Ngươi có biết là ở đây có những cái game giấu ở đằng sau, game cũng như là giấu ở trong mấy cái nhiệm vụ ẩn á, trên toàn bộ đảo không? Thì có thật không? Họ nói là những cái thử thách thực sự đang nằm ở khắp ở trên thế giới này. Nhưng mà ta nghĩ là ta nên tốt nhất nên ở nhà. Không ai có thể mạnh hơn được Tim Xanh, không ai. À, cái này là chỉ là mấy con mèo nấy thôi, mấy con mèo nó ngồi chơi game ở nhà. Đâu rồi, mẹ cô gái mà Super Mountain đó, cô gái leo núi hả ta? À, cô ta sẽ sớm ở đây thôi con ơi. Con muốn cô gái đó ngay bây giờ. Xin lỗi, cậu có phải là một nhà du lịch không? Cậu có thể giúp tôi đi tìm cô gái leo núi hay không? Cô ta sẽ thực như sẽ là biểu diễn trong cái tiệc sinh nhật của con trai tôi 1 giờ trước. Ok, mình sẽ giúp. Rồi, cô ta có một bộ đồ màu màu tím và màu vàng. Rồi, ok, mình sẽ đi tìm. Nếu như nó ở Mountain thì chắc là cô gái này ở trên đỉnh núi thôi. Tôi không đi về khu bến cảng nữa. Bởi vì mỗi lần tôi đi tôi sẽ bị bước lên những cái mũi tên. Rồi chúng ta sẽ đi tìm cô gái đó, coi cô gái đó đang ở đâu. À đây nè. Đây chúng ta phải đi qua cầu. Xin lỗi, bạn có phải là cô gái leo núi hay không? Không. Thật sao? Đừng đừng làm đừng khiến cho tôi phải đi tới cái buổi tiệc nữa, tôi chỉ là một người giống như là giữ trẻ thôi. Tôi không phải là người anh hùng thật sự. Những đứa trẻ sẽ bắt đầu ghét tôi. Trở thành một người hùng không có nghĩa là bạn phải sợ, có nghĩa là bạn phải đứng dậy kể cả nếu như bạn sợ. Cậu biết không, cậu nói đúng đấy. À, kể cả những cô gái như một cô gái mạnh mẽ như tôi cũng cần phải có một hoặc hai điều để học từ cậu. Cảm ơn, cô sẽ về đó ngay. Rồi, cô gái đã về rồi thì chúng ta đi xuống rồi thôi. À, tôi sẽ không thể làm được nếu như không có bạn Lucky. Bạn thực sự là một nhà vô địch. Rồi chúng ta về, chúng ta xong cái nhiệm vụ ở đây rồi. Đây thì khi mà mọi người làm xong một cái môn thể thao thì nó sẽ tạc tượng mình, tại vì mình là nhà vô địch. Đó, nhà vô địch bộ môn leo núi là Lucky the Cat, là mình đó là mèo thần tài. Nếu nói đúng là mèo may mắn mới đúng. Ồ, bạn là người mới ở đây đúng không? Anh à, nó nói tiếng gì vậy ta? Tôi có cái cúp này dành cho Trophy Master, là cái nhà giống như là nhà 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 giữ cúp á, giống như nhà lưu niệm, phòng trưng bày, nhưng mà nó quá nặng cho tôi để có thể mang đi được. Bạn có thể giúp tôi đem nó tới cái nhà trưng bày được không? Dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ giúp. Rồi, ok, cảm ơn, tôi sẽ gặp bạn ở cái nhà trưng bày cúp. Nó chỉ là ở phía bắc, ở từ chỗ này thôi. Phía bắc đây, đây chính là cái căn này đây. Ồ, bạn đã làm được rồi, cảm ơn vì đã mang những cái cúp đến tận đây. Hãy vào bên trong để nếu như bạn muốn giúp thêm nhiều người nữa. Rồi chúng ta sẽ vào xem. Ồ, xin chào Lucky. Ồ, sao sao ông biết tên tôi? À, tôi là một cái như là một fan hâm mộ của cậu, he he.
Tôi đã xem tất cả những điều mà cậu đã làm từ khi cậu đến đây. Đó là công việc của tôi. Tôi là như Trophy Master, lẫn như là nhà giữ cúp, như phòng trưng bày. Tôi luôn giữ, tôi luôn như là theo dõi những cái gì mà xảy ra trên hòn đảo này. Khi mà ai đó làm được một việc gì đó thú vị, tôi chắc chắn là họ sẽ được thưởng với những cái chiếc cúp rất là đẹp. Ồ, đây đúng là một công việc thú vị đấy. Nó rất là thú vị chứ, he he. Và tôi đã sẵn sàng nhìn thấy những điều mà cậu đã làm được. Tôi, đúng vậy, tôi có một linh cảm tốt về cậu. Ở đây có nhiều cách để nhận được những chiếc cúp hơn là bằng cách thắng những bộ môn thể thao. Giúp đỡ người khác cũng xứng đáng được thưởng nữa. Hãy trở lại đây bất cứ lúc nào cậu muốn để nhìn thấy những chiếc cúp mà cậu đã nhận được. Hoặc là nếu mà cậu cần một cái gợi ý cho cái việc gì cần làm tiếp theo, rồi ok. Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi biết, he he. Thì do mình đã nhận được, mình đã leo núi nè đó. Super Mountain Rescue là có nghĩa là mình đã giúp cái cô giúp giúp cái gia đình hồi nãy đó, là cái cô gái đó. Cậu đã thấy mọi thứ. Cậu thật là tuyệt vời, he he. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi làm tiếp. Hồi nãy có một cái nhiệm vụ là nói là chúng ta cần phải tìm cái mũi tên, thì giờ chúng ta sẽ qua cái khu bến cảng này. Trước đó chúng ta sẽ thách đấu với nhà vô địch ở đây. Đây là một xạ thủ. Nhắm trúng mục tiêu để ghi điểm trước khi nhà do chưa vượt qua điểm của nhà vô địch trước khi hết thời gian. Di chuyển trái phải, giờ dùng nút space để bắn. Rồi ok, đây. Là mình sẽ bắn mấy cái tấm bia đó. Mọi người bắn vô mấy cái pháo này là sẽ được thêm điểm. Nó nổ ra sẽ được thêm điểm. Rồi, mình đang dẫn trước nhà vô địch này. Gần hết là mình win rồi. Rồi, chúng ta đã xong cái ở đây. Bây giờ mình sẽ tăng tốc làm nhiệm vụ. Mũi tên ở khắp mọi nơi. Ông có sao không? Dĩ nhiên là không. Hãy nhìn xung quanh kìa, có rất nhiều mũi tên. Đúng là như rất là hỗn độn. Tôi là một nhà sưu tầm những mũi tên. Yoichi đã tin tưởng cho tôi để thu thập tất cả những mũi tên và mang chúng về trong ông ta để tập luyện. Nhưng mà ở đây có quá nhiều, tôi sẽ không bao giờ có thể lấy được hết chúng. Hãy giúp. Tôi có thể giúp ông thu thập những mũi tên đó. Cậu sao? Cậu trông có vẻ như cậu chưa bao giờ nhặt mũi tên trong suốt cuộc đời của cậu. Đó là bởi vì tôi không có, bây giờ tôi sẵn sàng để học. Rất tốt. Tôi hy vọng là tôi không còn, tôi nghĩ là tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tìm cho tôi 5 cái mũi tên màu xanh và mang chúng về đây. Và hãy nhanh lên trước khi mà mặt trời tắt. Rồi, ở đây một cái đây. Bây giờ mình sẽ tăng tốc làm cho nhanh, tại vì cái game này nó khá là dài. Tôi biết phải làm gì đây, có chuyện gì vậy? Tôi bắn cái mũi tên may mắn của tôi, nó quá cao so với những lúc mà tôi đã từng. Đó thực sự đó là một điều tốt đó chứ. Không, nó là sai lầm. Nó đã như là nó đã cắm lên trên cái tầng thượng của tòa thành của Yoichi. Tôi không thể đi xa tới đó để đi xa khỏi nước để lấy cái mũi tên. Tôi sẽ không bao giờ lấy được cái mũi tên đó nữa. Đừng lo, tôi sẽ giúp.
Có thể con sẽ tìm một cách để lên tầng thượng hay chờ ở đây. Rồi. À đây đây đây, mũi tên ở đây. Rồi, chúng ta chỉ cần một cái thôi. Mình sẽ làm cái nhiệm vụ mà bắn tan khối băng. Chào mừng đã đến shop mũi tên của Luffy. Ồ, ông có một cái mũi tên lửa siêu hạng không? Tên lửa siêu hạng. Ồ, cậu cần nó điều gì vậy? Có một cái tảng băng khổng lồ, có một cái quả cầu tuyết khổng lồ đã chặn cái đường vào cái suối nước nóng trên những ngọn núi. Chúng tôi cần nó để... Suối nước nóng bị đóng cửa rồi sao? Bây giờ tôi sẽ biết đi đâu vào kỳ nghỉ đây. Tôi sẽ làm mọi thứ để giúp, để cho nó mở cửa trở lại bằng mọi giá. Ồ, thật là tuyệt. Vậy là ông sẽ cho chúng tôi cái mũi tên lửa siêu hạng sao? Với mũi với một cái mũi tên mà mạnh như vậy, tôi cần có những cái thành phần đặc biệt. Hãy mang cho tôi cái nham thạch từ cái đảo đảo quỷ ở phía đông. Và cái mũi tên này sẽ là của cậu. Rồi, chúng ta sẽ ghi nhớ nhiệm vụ đó. Rồi giờ chúng ta sẽ đi tìm tiếp cái mũi tên. Đây. Ồ, 5 mũi tên, rất là nhanh. Vui chi sẽ rất là tự hào về tôi. À không, ý tôi nói là chúng ta, dĩ nhiên rồi. Cảm ơn cậu nhé Lucky. Vui chi sẽ là nhà vô địch mạnh hơn nữa. Rồi giờ chúng ta sẽ vô thành của Vui chi. Chào mừng đến với cái khu tập luyện cung tên. Đây là Vui chi. Tài bắn cung của cậu khá hơn tôi nghĩ. Nhưng nếu như mà cậu muốn chơi tiếp nữa thì cậu biết ở đâu có thể tìm thấy tôi mà. Rồi ok. Rồi chúng ta sẽ đi lên tầng thượng. Đây là mũi tên may mắn. Nhưng trong nó không, nó giống như là mấy mũi tên thường thôi. Gì xảy ra bên ngoài vậy? Ở ngoài rất là ồn. Ồ, cậu bạn không nghe gì sao? Cái cuộc thi cho những nhà vô địch này đang bắt đầu rồi kìa. Lại nữa à. Tôi nghĩ là họ đã như là mở cái tổ chức vào năm ngoái rồi chứ. Bạn không muốn tham gia cùng mọi người sao? Dĩ nhiên không. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc ở trong đây. Ồ, nghe có vẻ khá là cô đơn vậy. Đó là lý do tại sao, đó là cái cách mà tôi thích. Nếu như cậu thích ở một mình, tại sao cậu lại để cửa trước của cậu mở? Tôi không biết là liệu cậu có thể giúp tôi làm một cái favor này, giảng như là một cái sự giúp đỡ hay không. Yeah. Oh, một sự giúp đỡ là dĩ nhiên rồi, tôi sẵn sàng để giúp. Tuyệt lắm. Có một thợ sửa khóa ở hòn đảo quỷ về phía đông, cậu có thể đưa cái lá thơ này cho anh ta hay không? Lá thơ hả? Chắc rồi. Tốt lắm, tôi sẽ giống như là muốn hòa bình cho cái, tôi sẽ muốn như muốn ở trong nhà yên bình đó cho cái khi nào cậu trở lại. Rồi ok, giờ mình sẽ đưa mũi tên cho thanh niên kia trước. Nhà này nhà gì vậy ta? Đi ra, ta bị dính với mèo. Rồi đây, cậu không tin được đâu, tôi đã tìm thấy được cái mũi tên rồi nè. Mũi tên nào? Thì mũi tên may mắn của cậu. Cậu đã bị mất, cậu đã làm mất nó trên cái tầng thượng đó. À nhưng đó là chuyện rất lâu về trước rồi. Tôi đã tìm thấy một cái mũi tên may mắn khác. Cái gì? Nghe yeah, nhìn nè, nó có đẹp không? Chúng trông như là những cái mũi tên khác. Đúng, nhưng mà nó là một sự may mắn. Tôi đã có được một cảm giác tốt về nó. Có thể bắn nó lên top cái đỉnh núi nữa ta. Ồ, tốt thôi. Rồi, vậy nhiệm vụ của chúng ta đây là xong. Chúng ta sẽ tới đảo quỷ. Đây, đảo quỷ ở đây. À, chúng ta sẽ thử thách chơi luôn. Đó, đây chính là Momotaro và khỉ nè. À, tránh chướng ngại vật và kẻ thù để di chuyển quả banh vào cái vùng trống dạng như bóng bầu dục. Rồi, space bar để truyền. Rồi, ok.
Rồi chúng ta ăn cái sấm sét vào sẽ chạy nhanh hơn. À ăn cái lửa này vào không biết là có gì hay không. Rồi chúng ta đã về đích rồi. Game này mình thấy dễ, chỉ có cái leo núi mình thấy khó nhất thôi. Rồi giờ chúng ta sẽ đi tìm. Tôi nghe nói là có 7 cái sự kiện thể thao ở trên cái hòn đảo này. Nhưng tại sao bạn muốn chơi cái gì khác mà không phải là bóng bầu dục? Ồ không, có chuyện gì vậy? Đội trưởng của chúng tôi Momotaro đã biến mất rồi. Làm sao chúng tôi có thể chơi mà không có anh ta? Mà hôm nay là ngày thi đấu, chúng tôi đã xong rồi. Giúp đỡ nào, mọi người bình tĩnh nào. Tôi sẽ giúp để tìm anh ta. Ồ, cậu sẵn sàng làm điều đó vì chúng tôi sao? Ồ, đúng là một như đồng đội trong team. À, những con khỉ đã lần cuối đã thấy anh ta đã đi về hướng bắc. Nóc là hướng bắc, leo lên đỉnh những ngọn núi. Rồi ok, vậy những ngọn núi là cái chỗ mà mình mình leo cái đoạn đầu tiên. À đây chính là cái nham thạch đây. Đó. Đó chúng ta sẽ cần cái nham thạch này để chế tạo cái mũi tên. Ô có chuyện gì vậy? Trở thành một con quỷ rực thật là một điều cực khổ, mọi người ai cũng sợ tôi. Sau nhiều năm chơi cái bóng bầu dục, tôi chưa không bao giờ nghĩ là cô có thể làm cho giấc mơ của tôi trở thành sự thật. Giấc mơ gì? Ồ, giấc mơ của cậu là gì? Tôi luôn muốn di chuyển tới thành phố Tanooki để trở thành một thợ làm bánh. Tôi muốn dùng sức của tôi để làm bánh á. Đó là một cách tốt để làm mọi người hạnh phúc, bằng cách cho họ những cái thực phẩm ngon. Ồ, rất là tuyệt, tại sao cậu lại không làm điều đó? Liệu ai có thể tin tưởng một con quỷ như tôi? Không ai có thể sẽ tuyển tôi vào làm. Rồi chúng ta sẽ giúp luôn. À coi, có sẽ cố để giúp. Cô sẽ đi đến thành phố đó và coi có ai cần một cái thợ làm bánh mới hay không. Ồ, rất là tuyệt. Cảm ơn vì đã tin vào giấc mơ của tôi. Rồi giờ chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ đó. Đây chính là căn nhà của thợ khóa đây. Chào mừng đến thợ khóa Hiro. Ồ, chào Hiro, tôi có một lá thư cho cậu. À, từ một cái cô gái ở cái bến cảng phía Tây Bắc. Ồ, từ Petunia. Tôi đã không thấy cô ta cũng lâu rồi, cảm ơn cậu. À, đây đúng là một yêu cầu khó khăn đây. À, mọi thứ ổn chứ? Rốt thôi, chờ tôi một chút. Đây, cậu có thể mang cái gói hàng này cho Petunia không? Ồ, nặng quá vậy. Yeah, ở bên trong là 500 cái ổ khóa. À, đây có vẻ là một cái yêu cầu kỳ quặc, nhưng mà làm sao mà tôi có thể thắc mắc về yêu cầu đó của một khách hàng. Rồi, chúng ta sẽ trả lại cho cô gái đó. Ở đây có một con mèo. Đừng làm phiền tôi. Ồ, xin lỗi. Tránh đi, tránh ra đi của luyện viên. Tôi quá buồn ngủ để có thể thi đấu được. Ừ. À, tôi tỉnh dậy rồi, cậu muốn gì? Có phải huấn luyện viên đã gửi cậu tới đây hay không? Ồ, cậu là ai? Ta chính là người được chọn, người mà sẽ mang về sự cân bằng cho cái hòn đảo này. Hả? Tôi nghĩ tôi mới là người được chọn. À, ta nghĩ là có vẻ như là họ đã tìm được một vận động viên mới rồi. Ta đến đây vào một thời gian trước để đánh bại tất cả các nhà vô địch và thu thập tất cả những bí kíp. Nhưng mà cái dòng chảy dung nham ở đây trên cái hòn đảo quỷ này nó rất là ấm. À, cậu muốn lập một team với tôi và để thi đấu cùng nhau không? Không biết là cậu đã tìm hiểu được bao nhiêu, nhưng cái hòn đảo này thật sự không lớn để cho cả hai người được chọn đâu bạn ơi. Ta sẽ chỉ ngồi ở đây. Nào bây giờ để ta một mình đi. Ta đang có một giấc mơ rất là tốt về món sashimi. Rồi chúng ta không nên làm phiền nó nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay về cái khu này để đưa cho cô gái cái ổ khóa.
Đây. Cậu nữa à. Tôi đã chuyển lá thơ rồi và cái người thợ khóa đã đưa cho tôi cái gói hàng này cho cậu. Ồ, thật là tuyệt. Bây giờ cậu có thể ra khỏi đây rồi đó. Cậu có thể ra khỏi đây đi. Tôi ước là cậu sẽ. Click. Cửa đã khóa rồi. Đoán là cô ta đã có được những gì cô ta muốn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi về cái ngọn núi để tìm Momotaro. Đây, đây quả đào đây rồi. Cái gì đây? Một quả đào. Momotaro chắc chắn là ở lối này. Lại một quả đào nữa. Tôi đang đi đúng hướng rồi. Rồi chúng ta sẽ đưa mũi tên trước. Chúng ta chưa đưa. Lại thêm một quả đào nữa. Còn rất là gần rồi. Đây đây Momotaro đây rồi. Momotaro cậu đây rồi. Hello Lucky. Cậu làm gì ở tận đây vậy? Những người đồng đội của cậu đang chuẩn bị cho cái một cái trận đấu lớn kìa, họ đang rất là lo lắng về cậu. Không có gì phải lo cả, cô chỉ trở về thăm để ba mẹ tôi thôi. Mẹ, cha, đây là Lucky, một vận động viên rất là tuyệt vời mà con đã nói. Xin chào Lucky, rất vui vì được gặp cậu. Chúng tôi đã nghe rất nhiều về cậu. Con trai của chúng tôi rất là biết ơn về sự giúp đỡ của cậu. Không có gì cả. Được vui khi gặp cả hai người. Rồi bây giờ chúng ta tốt nhất là nên quay trở về chơi game. Cẩn thận nhé, cẩn thận với những đám quỷ nhé và đừng quên là những quả đào. Đừng quên đem những quả đào cho những người bạn. Dạ, cảm ơn mẹ. Hẹn gặp lại hai người sau. Bây giờ chúng ta phải nãy chúng ta quên đưa cái lọ nước cho cái chủ cái ông làm thợ thợ làm tên. Tôi đã tìm thấy nham thạch rồi nè. Ông cẩn thận nhé, nó rất là nóng. Đây chính xác là những gì mà tôi cần. Đây, nhưng hãy cẩn thận nha, nó có thể là dễ dễ vỡ. Cảm ơn, tôi sẽ đem nó tới xuống nước nóng ngay lập tức. Rồi chúng ta sẽ quay lại xuống nước nóng. Mũi tên tôi không nghĩ là cậu có thể làm được điều đó. Nó không dễ dàng nhưng mà có hy vọng là nó sẽ làm được. Lùi lại. Bom. Xong. Rồi bây giờ tôi sẽ quay trở về việc kinh doanh đây. Hy vọng mọi người ở bên trong vẫn đang an toàn. Tôi nghĩ là tôi đã nghe một tiếng nổ lớn. Nhưng mà tôi lại cảm thấy quá dễ chịu. Cho nên không muốn kiểm tra luôn. Bác sĩ nói với tôi là suối nước nóng tự nhiên của trên đảo vô địch này là liều thuốc cũng như là hoàn hảo để cho chứng mà nhức xương của tôi. Cái con khỉ. Ở đây cũng là một cái game leo núi nữa nhưng mà nó khó hơn rất nhiều. Mình đã chơi rồi, nó mất khá nhiều thời gian cho nên mình sẽ để chơi cuối cùng. Rồi vậy chúng ta sẽ quay lại đảo quỷ để gặp Momotaro. Momotaro, cậu đã về rồi. Chúng tôi rất là lo lắng cho cậu. Xin lỗi mọi người, nhưng cô đã mang cho những mọi người những quả đào đây. Đào, món yêu khoái khẩu của tôi. Ngon quá, cảm ơn cậu nhé vì đã tìm thấy anh ta nhé Lucky. Điều gì có thể giúp cho team cũng được. Nhưng mà tôi có thể có một quả đào luôn không? Dĩ nhiên rồi. Rồi, vậy nhiệm vụ chúng ta ở đây là đã xong. Giờ chúng ta sẽ đi qua cái khu thủy cung đi. Đây khu thủy cung. Đây là một trong những môn mà mình rất là thích. Dạng như một dạng audition mà 2D. Chúng ta sẽ dựa vào cái khoảng thời gian mà để cho chuẩn nhịp mấy cái tiếng beat đó. Rồi. Tránh mid nha. Rồi ok.
Công chúa Otohime sống ở một cái lâu đài xinh tuyệt đẹp ở dưới nước. Cậu có thể nhìn thấy nó từ cái cầu đỏ ở phía đây. Công chúa luôn chào mừng mọi người tham gia cô ta trong cái vũ điệu nhảy đầm. Nhưng mà tôi không bao giờ có thể bắt kịp được. Nước rất là trong xanh, cậu có thể nhìn thấy ở dưới đáy luôn. Đó, đây chính là cái tòa thành đây. Ở đây nó có một vài cái mini game, mini nhiệm vụ mọi người cần phải hoàn thành. Gần mà xa. Cái gì gần vậy ạ? Rất lâu trước tôi có một người con trai, Urashima Taro. Nó đã đi xuống dưới biển của đi xuống một tòa thành, một lâu đài dưới biển trên lưng của một con rùa. Đó là những gì mà tôi đã được nghe nói. Tôi đã chờ cho cái ước nó trở về một tuần, một năm, cả một đời, và bây giờ tôi vẫn còn đang chờ nó. Bây giờ chắc nó đã lớn lên, nó đã trưởng thành rồi. Khi mà tôi còn sống, tôi đã viết cho nó một lá thư và tôi muốn chuyển cho nó. Nhưng mà nếu như có thể làm được điều đó thì tôi mới có thể được an nghỉ. À, cháu có thể giúp được mang lá thư xuống tòa thành dưới đáy biển. Ồ, thật sao? Cháu giờ sẵn sàng giúp ta sao? Ồ, đứa trẻ yêu dấu, cảm ơn con. Ta đã chôn nó ở giữa hai ngọn đá lồng đèn, như là một cái nơi mà giữ an toàn. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi tìm. Đây. Đây chắc chắn là cái lá thư. Khoan đã, có ở ngoài gì, có một cái gì đó viết ở ngoài cái bí kíp này. Con đường dẫn đến tòa thành ở ngay dưới chân bạn. Điều đó có nghĩa là gì? Rồi chúng ta sẽ vào tòa thành này đây. Xin chào Lucky, cậu đến đây để nhảy với chúng tôi nữa à? Xin lỗi, cậu phải là Urashima Taro không? Lucky, thật là một sự ngạc nhiên. Cậu muốn nhảy đầm một cuộc thi đấu nữa à? Không, thật ra cô có thứ để chuyển cho cậu, một lá thơ. À, mẹ của tôi. À, tôi đã gần như quên hết. À, mẹ tôi có ổn không? Bà ta đã chờ cậu. Và bây giờ bà ta muốn biết là liệu cậu có được an toàn hay không. Hãy nói với bà ta là tôi nhớ bà ấy. Và tôi đang rất hạnh phúc ở đây trong tòa thành này. Cậu sẽ làm điều đó chứ Lucky? Rồi, tôi sẽ. Ở đây nó có cái cửa kìa. À, cũng là một cái nhảy đầm nữa, nhưng mà cái nhảy đầm nó sẽ khó hơn, nhưng mà mình vẫn thích chơi tại vì nó không khó như cái leo núi. Vậy chúng ta sẽ chơi tiếp. Rồi chúng ta sẽ về lại. Cháu đưa cho anh ta lá thư rồi, anh ta nói là anh ta nhớ bà và bây giờ anh ta đang rất là hạnh phúc. Ồ, ta mãi mãi mắc nợ con Lucky. Ít nhất ta có thể đầu thai được rồi. Rất lâu về trước, ở đây có một cái cảnh đỏ, một cái cánh cổng đỏ tuyệt đẹp đứng ở đây, ở trong giữa nước. Nhưng mà một ngày nó đã bị lún xuống.
Ồ, chuyện có chuyện nhờ có ai đã biết chuyện gì đã xảy ra với nó không? Cái cổng này được xây bởi ba chị em, mỗi người là một vận động viên tuyệt vời. Nhưng thời gian trôi đi, họ thắng, họ chiến thắng ít dần. Và khi mà tất cả bọn họ đã ngừng chơi những môn thể thao hoàn toàn luôn. Không lâu sau đó, ba chị em đã bỏ đi và cánh cổng đã bị biến mất cho tới khi mà họ bỏ đi rồi. Với những người còn sống trên đảo này, mặc dù bây giờ họ đã khá già rồi, có thể nếu như mà ba chị em quay trở lại thì cánh cổng sẽ xuất hiện lại không? Tôi nghĩ là cậu nói đúng. Có nhiều người đã thử rồi nhưng mà họ đều từ chối. Họ khá là gọi là sao ta, khó là cứng đầu. Tôi lo ngại vì điều đó. Cậu có sẵn sàng để giúp mà để như là động viên họ không? Dĩ nhiên rồi, cô sẽ làm những gì tôi có thể. Người chị đầu tiên sống trong một cái ngôi nhà nhỏ ở bờ biển chạy marathon ở hướng đông nam, bắt đầu từ ở đây chúng ta sẽ đi tìm hướng đông nam. À, chúng ta cũng sẽ thi trước luôn. Tránh những chướng ngại vật để chạy nhanh hơn và về đích, rồi nhấn space để né. Đây là một môn cũng khá thú vị. Mình chạy đua với mấy con, như không phải mấy con quỷ mà. Đây là trúng rồi. Nếu mà mình không chạy trúng thì tốc độ của mình sẽ tăng lên, được tăng lên đó. Ây da, nó gần kịp mình rồi. Đừng tới đích rồi. Hạng gì vậy? Ây da, chúng ta phải thi lại. Phải hạng nhất chúng ta mới được cái bí kíp. Đã mình chạy lỗi mấy pha quá. Mình chạy trúng cái cát á, mình vẫn bị giảm tốc độ luôn, bởi cho nên nó khó cho lắm. Cần kịp ơi. Mày hả? Chào mừng đến studio của tôi, nhà du lịch mới. Không có nhiều người khách viếng thăm tới đây. Những cái con quỷ kia đã hù dọa gần hết tất cả mọi người. Như cậu thấy đây, khả năng của tôi là điêu khắc. Tôi sử dụng gỗ để làm sạch bờ biển. Tôi muốn bắt đầu một cái công trình mới, nhưng mà cái đầu gối của tôi nó đang giống như là như bị đau đi. Cậu có tốt bụng để nhặt cho tôi một vài mảnh gỗ hay không? Tốt lắm, chỉ cần 3 mảnh thôi là đủ rồi. Rồi chúng ta sẽ nhặt gỗ. Đây một cái rồi. Để tôi một mình, tôi không chịu nổi những cái cuộc thi đấu này. Xin lỗi cậu, xin lỗi bà, có phải là một trong ba chị em mà đã xây cánh cổng đỏ ở dưới nước hay không? À, đó là một sai lầm của tuổi trẻ. Bà phải trở lại nơi cánh cổng đi, bây giờ nó đã chìm sau khi mà bà và các chị em bà bỏ đi. Tốt thôi, cánh cổng đó và tất cả những môn thể thao không không có là nghĩa là gì, nhưng mà chỉ là toàn là những cái rắc rối.
Rắc rối tại sao tôi thích thể thao? Nó không là gì cả. Những cuộc thi vô bổ. Có điều gì tốt thể thao mà làm cho mọi người không? Dislike này là cái giống như là dạng như là cái này hình như mình nhớ là giống như là để đồ đệ á ta. Mọi người đợi chút để mình tra từ điển. Nói chung có nhiều từ mình không biết. À, kỷ luật kỷ luật à, có thể cậu nói đúng. Tôi đoán là có nhiều người có thể dựa vào kỷ luật à. Tốt thôi, tôi sẽ quay trở về. Nhưng mà chúc may mắn khi mà cậu muốn kéo những người chị em khác của tôi về. Một trong số họ đang ở trên cái đỉnh của ngọn núi. Có vẻ như cậu sẽ cố gắng leo lên đỉnh núi tiếp theo. Rồi mình lát nữa mình sẽ quay lại ngọn núi sao. Được rồi, bây giờ bắt đầu một game mới mà có thể nào mà chơi ở một chỗ hay không? Không được, chán lắm. Cố mà bắt con với bố. À không, không được. Đứa trẻ này, con không thể nào giữ được nó. À cậu kia, cậu có thể vui lòng như là trông chừng nó và đi đến những nơi mà nó trốn hay không? Chắc chắn rồi. Cậu là đúng là một ân nhân. Hãy để tôi ngồi xuống nghỉ một chút nào. Rồi đứa bé nó biến mất rồi. À cô đã mất cái vợt đánh bóng bàn của tôi rồi. Cậu có thể giúp tôi tìm nó không? Cảm ơn cậu. Tôi nghĩ là tôi đã làm mất nó trên bãi biển. Bãi biển này nè, sao mày không đi tự tìm? Rồi hai mảnh gỗ rồi. Con bé đi đâu rồi? Đây con bé đây. Cậu tìm ra cháu rồi. Rồi bắt đầu tiếp nào. Hey, quay lại đây nào. Rồi chúng ta sẽ lấy cái này trước. Cần phải đem về nó cho trả lại cho chủ nhân. Rồi như vậy chúng ta sẽ trả cái vợt cho con ấy trước. Cái vợt của tôi đây rồi, cậu đã tìm thấy nó rồi. Tôi ước là cái game này nó có hệ thống túi đồ rồi để tôi có thể mà cảm ơn cậu. Đây đứa bé đây nè. Cậu thua rồi, bắt đầu nè nào. Rồi nó lại trốn rồi, ở đây có căn nhà. Tao về trước. Không, tao về trước, ngón chân tao đã vượt qua cái lằn rồi. Nhưng mà mũi tao đã nằm ở phía trước rồi. Chúng ta sẽ không đi tới cái bãi biển bí mật cho cái khi mày thừa nhận là tao thắng. Mày sẽ phải chờ một thời gian dài đấy, bạn thân ơi. Hai người một họ lại bắt đầu nữa rồi. Tôi có thể nghe tiếng cũng như hằn học của họ ở từ phía ngoài đây. Vâng, có vẻ như là họ từ chối di chuyển cho tới khi một người trong số họ bỏ cuộc. Quá tệ. Cái bãi biển bí mật rất là đáng yêu vào cái thời điểm này của năm. Bọn họ là hai người tốt. Nhưng mà họ rất là hay cãi nhau. Chạy làm cho họ đói và khi đói hơn thì làm cho họ dễ giận dữ. Tôi cá là cậu có thể đem cho họ một, nếu như cậu mang cho họ một cái snack là một dạng như đồ ăn vặt từ cái tiệm bánh ở thành phố Tanooki. Tiệm bánh nãy có một con quỷ nó cũng nhờ mình là đi tới cái tiệm bánh. Giờ mình làm xong nhiệm vụ đây đi rồi mình qua đó. Đây đứa bé đây rồi. Rồi nè, bây giờ quay trở về với cha của cháu thôi. Ok, con sẽ gặp cậu ở đó nhé, bye. Rồi nhìn qua sẽ xuống dưới lại. Này mình đã thi rồi cho nên mình không ấy. Mình lộn vậy thì nó sẽ nhanh hơn mà bù lại nó dễ bị trúng cái đó. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, tôi không thể tin được là cậu có thể bắt được cô ta. Rồi giờ chúng ta sẽ qua cái tiệm bánh. Tiệm bánh là ở đây. Rồi chúng ta sẽ thi. Ở đây là thi cái môn mà ván trượt. Streetball.
Rồi, hãy làm những cái pha nhào lộn để ghi điểm cao hơn trước khi thời gian kết thúc. Rồi, nhấn nhấn nút bay để nhảy hoặc là để nhào lộn. Môn này mình thấy cũng bình thường, chứ mà cũng dễ. À, tại ha. Còn 11 giây nữa. Tôi yêu những cái cuộc thi đấu thể thao này bởi vì chúng ta có thể ăn được cái dango dạng như là một cái loại kẹo dẻo rất là ngon. Cậu càng chơi tốt hơn thì cậu sẽ càng có nhiều cái dango này rất là ngon. Những con thú đi du hành khắp nơi để thách thức những nhà vô địch. Nếu như cậu tiêu diệt một hạ gục một nhà vô địch, cậu sẽ được thưởng với một cái bí kíp. Không chỉ thế, cậu sẽ có được tạc tượng ở cái sảnh chính nữa, rất là vinh dự. À, cơ quan đầu não của team xanh đang ở một nơi nào đó trong thành phố này, nhưng mà chỉ có những thành viên mới được cho phép đi vào bên trong. Thì mình chính là team xanh đây mà. Giờ mình phải tìm nhà của cái người người chị kia trước. À đây đây đây. Phải không ta? À đúng rồi nè. Ủa? Sao nó không cho nói chuyện ta? Kỳ vậy. Vậy thôi giờ mình đi tìm cái tiệm bánh trước. Tiệm bánh để hỏi. À tiệm này tiệm sách nè. Này tiệm mì. Tiệm bánh đây phải không ta? À không phải à. Ôi trời ơi, nó đâu mất rồi? Có chuyện gì vậy? Tôi không thể tìm được một cái quyển sách rất là quan trọng. Tôi thề là tôi đã để nó trong nhà sách. Cậu thể giúp tôi tìm cái quyển sách quý đó được không? Ồ, cảm ơn. Nếu như cậu tìm ra nó, cậu đừng cho ai xem mà mang nó về đây cho tôi. À đây 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 đây. À đây có vẻ như cuốn sách bị thất lạc đây. Ồ, có một cái ghi chú bên trong. Anh ơi, cái gì em rất là nhớ anh. Gặp em ở bãi biển bí mật tối nay nhé, một mình thôi. Cô nên đem quyển sách này trả về cho chủ nhân của nó. Cậu không thể nhìn thấy tôi bởi vì tôi đã tàng hình rồi. Trong đây nó không cho mình lộn, không cho mình chạy. Ồ, quyển sách tôi, trả nó cho tôi. Ồ, mừng quá, tôi nghĩ cô không thể nào cảm ơn cậu đủ. Bãi biển bí mật, ok. À, xin chào, à vâng, cảm ơn cậu đã trả lại cuốn sách cho tôi. Chào mừng đến cái trạm, trạm xe lửa.
Cậu có tò mò tại sao cái ngọn xe lửa, cái đoàn xe lửa không? Yeah. Đó là cái nơi mà cái khu trượt ván mà độc quyền, cậu cần phải có một cái mật khẩu để có thể vào được. Cậu biết mật khẩu không? Tôi không biết. Không cho vào khi không có mật khẩu. Những thành viên mà ở trong cái như võ đường á, ở trung tâm thành phố này có thể hỏi bọn họ. Xin lỗi, mọi việc đang ở đằng sau. Xin lỗi, nhưng coi không thể cho cậu qua được. Cái khu vực thành phố này đang đóng lại để sửa chữa. Khi nào nó sẽ mở cửa trở lại? Tôi e ngại là cậu phải chờ một khoảng thời gian. Chúng tôi đang không có nước để hòa cái gì ta, cái này xi măng nữa. Nếu chúng ta có nước sạch thì ở từ cái suối nước nóng ở trên ngôi núi thì chúng ta có thể ấy được. Rồi, tôi sẽ giúp. Tôi có thể tìm suối nước nóng và mang nó về đây. Cảm ơn. Chúng tôi như vậy chúng tôi sẽ hoàn thành nó sớm thôi. Rồi chúng ta phải đi tìm cái tiệm bánh nằm đâu ta? Cái map này nó rộng. Mình phải vô cái đây để mình hỏi cái password đã. Cậu tốt quá, cậu trượt ván tốt hơn là tôi đấy. Gặp tôi ở cái cánh cổng đỏ nếu như cậu muốn trượt lần nữa. Mình phải đi hỏi mấy con này. Tôi rất là vui. Cuối cùng tôi đã được vào cái khu trượt ván bí mật rồi. Mật khẩu là gì tôi sẽ không bao giờ nói. Và cậu cũng sẽ không bao giờ đoán được. Đó chính là cái ấm trà. Cậu không nghe nó từ tôi đâu nha. Rồi cái ấm trà. Chúng ta phải tìm cái kia trước. Phải lấy cái nước về mở cái khu kia mới được. Rồi ấm trà. Rồi qua cánh cổng để đó xe lửa dạy. Cái này cũng là trượt tuyết nhưng mà nó là trượt tuyết mới. Thì chúng ta sẽ quay lại cái đỉnh núi để lấy cái nước. Không, ở trên chứ. Cái suối nước nóng nằm ở trên. Đây. Rồi. Khoan, mình phải đi lại cái chỗ này nữa. Tại sao mà nó chưa cho mình tìm cái người chị thứ hai ta? Người chị thứ hai nằm ở đâu ta? Tìm ba chị em và họ, cánh cổng sẽ được nâng lên trở lại. Người chị thứ hai lần thấy ở trên đỉnh núi. Nó theo thứ tự. Rồi qua phải quay lại đỉnh núi lại. Cẩn thận đấy, rất là dễ lạc ở trong những hang động như thế này. Đây. Xin lỗi, bà phải là một trong những chị em đã xây cánh cổng đỏ ở dưới nước hay không? Đúng rồi. Bà phải trở về vì cánh cổng đã bị chìm sau khi bà và các chị em của bà bỏ đi. Nhưng mà tôi lo ngại là việc trở về là không thể. Tôi thường rất là yêu leo núi, nhưng mà khi mà tôi đạt đến đỉnh rồi và nhìn xuống hòn đảo dưới và tôi tìm thấy được cái sự yên bình. Tại sao cô phải trở về đó? Vì gia đình, những chị em mà cậu muốn nói là những chị em của tôi ư? Phải thành thật mà nói là tôi cảm thấy rất là yên bình khi mà không có họ. Xin lỗi, tôi nghĩ cô sẽ ở đây. Nhưng mình phải trả qua nhanh. Vì tiền. Có tiền. Cô sẽ trở về ngay. Thật sao, tiền là tất cả những gì mà bà muốn à. Không phải cho tôi muốn xây dựng một cái nhà chim tuyệt đẹp với những cái con chim nhỏ trên đây. Tôi không thấy con chim nào ở đây là. Cậu cần phải tìm cái người chị cuối cùng của tôi. Cô ta đã di chuyển thành phố Tanoki, là cái bà đó. Thì chúng ta sẽ cũng quay trở thành phố đó để đưa cái nước.
đưa cái nước rồi quay lại nhà của cái bà kia. Đây đây đây. Ồ, cậu đã mang nước sạch về rồi. Rồi. Rồi xong. Bây giờ mình phải tìm cái tiệm bánh. Ồ, cái này gì đây? À, cái này là cái vỏ đường, không không tính. Tiệm bánh. Đây 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 đây. Ủa, à cái phòng này phòng tập gym mà. Tốt lắm mọi người, tốt lắm. Đây chi đâu rồi? Ồ, cậu đang tìm ai à? À, đó là một cái đứa như là tập sự mới của tôi mà nó không không chịu tập luyện nữa. Rất là lười, thường đi ra ngoài. Tôi muốn đi tìm nó nhưng mà bây giờ tôi phải giúp những người này tập luyện, mình sẽ giúp đỡ luôn. Cô có thể đi và tìm anh ta. Đây chi thường hay ở trong cái tiệm mì ở phía đông. Rồi chúng ta sẽ quay đi tìm nó. Ai cái tiệm mì? Tiệm mì là gần cái tiệm sách. Nhưng mình phải tìm ai đây, tiệm bánh đây rồi. Chào mừng đã tới tiệm bánh chúng tôi. Hôm nay chúng tôi mới bán một món đặc biệt là bánh mì dưa hấu, nó rất là ngon. Ồ, wow, nhưng mà tiếc quá tôi không có tiền. Không có tiền sao? Không vấn đề, đây là một cái mẫu ăn thử. Ồ, nó mùi nó rất là ngon. Cô có thể ăn nó bây giờ nhưng mà tôi muốn để dành nó để cho những cái người kia để mở cái đoạn đường sao rồi chúng ta phải để dành nó thôi. Hey, có chuyện gì vậy? Ta đã là một cái người thợ làm bánh rất lâu rồi. Ta muốn nghỉ hưu ở một nơi nào đó ấm mà ta có thể thư giãn được. Ồ. Thấy còn một chỗ nào mà rất là ấm. Càng ấm càng tốt. Cậu có biết nơi nào không? Tôi có một người bạn là người muốn trở thành một thợ làm bánh nhưng anh ta là rất là tuyệt. Giấc mơ của ta cuối cùng đã trở thành hiện thực, mang bạn cậu tới đây. Nhưng cô chưa nói với ông về cậu ta mà, cậu ta là một loài quỷ. Ai quan tâm chứ, nếu như cậu ta có tinh thần làm bánh thì tất cả không thành vấn đề. Ta không thể chờ để gặp được cậu ta nữa rồi. Rồi vậy chúng ta sẽ quay lại đó. Hãy chúng ta phải tìm cái con mèo. Cái tiệm mì. Nên phải tìm cái tiệm mì. Đây 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 đây, noodle đây. Đây con mèo kìa. Khoan. Con mèo đó luôn tới đây để ăn mì. Này cậu là đây chi đúng không? Ai mà biết chứ. Cậu phải làm phải tập luyện chứ. Ồ không, có phải Vương Nhiên đã gọi tôi ra đây, cô ta rất là khó chịu. Cô ta chờ cậu để quay trở về để tập luyện kìa. Mà cậu trong khi cậu ngồi đây để thư giãn. Không phải như thế, tôi rất muốn đi nhưng mà tôi đã quên mất cái đôi giày như thể thao của tôi rồi. Tôi không thể nào mà tập được mà nếu như không có đôi giày như là phù hợp. Ồ không, cậu đã để nó ở đâu? Ở bãi biển chạy marathon. Nó rất là xa. Hãy chở đây tôi sẽ tìm nó. Ồ tốt thôi. Ồ tốt. Rồi vậy chúng ta sẽ đi lại bãi biển. Đi lại bãi biển chúng ta sẽ đưa cái bánh. Lấy đôi giày. Đây 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 đây. Đây chắc chắn là giày của Taro rồi. Nó trông vẻ như còn rất là mới. Cô trở về, nên trở về cái tiệm mì ngay bây giờ. Trừ khi tao đi vào trước, không thôi là không ai sẽ được vào. Mày trẻ con quá đấy. Nếu như mày muốn thì phải thừa nhận tao đã thắng, còn không thôi tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. À xin lỗi, hai cậu có muốn thử cái món bánh mì dưa hấu mới này không? Tốt thôi, tốt. Wow, rất là ngon. Tôi chưa bao giờ nhận ra là tôi đang rất là đói. Tao cũng vậy. Đã bao lâu rồi chúng ta đã đứng đây để chiến đấu với nhau. Mày biết không, thật ra không quan trọng ai người thắng đâu. Mày là bạn tốt của tao mà. Tao muốn mày đi vào trước. Không, tao muốn mày là người đi trước. Mày là bạn tốt của tao. Thật ra tại sao mày không đi vô? À, nó nói mình á. Ồ, tôi sao? Ồ, cảm ơn. À, đây chính là cái bãi biển đây. À,
đừng quan tâm tới tôi chỉ đang chờ một người đó đặc biệt. À, chắc là cái người mà trong cái lá thơ á. À, đây cái mảnh gỗ còn thiếu đây. Như chúng ta nhớ, nếu như chúng ta nhớ là mua một cái snack, chúng ta có thể tránh được những cái cuộc cãi vã. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhau tốt hơn lần tới. Rồi, vậy là xong. À, đây cũng là cái cuộc chạy marathon nữa mà chắc nó khó hơn. À, 1500m lận. Ui giời ơi, 1500m lận. Cái này là cái mức độ khó hơn thôi, chứ mình đã nhận được cái bí kíp rồi, cho nên cái này không cần thiết. Nhưng mọi người bỏ rồi, ui giời ơi, nguyên con cua kìa. Wow, cái thứ này khó hơn nhiều. Ui, chú này giật nhiều quá. Ui, thua tới nơi rồi. Ha, mình đang đứng hạng 5 luôn chứ. À, cái chạy nhanh quá. Oh, gần kịp rồi. Không sao, mình cũng gần kịp nó rồi, mình đang hạng nhì rồi. Không kịp rồi. Ây da, khó, cái này nó khó hơn nhiều. Vậy đích tới nơi rồi. Ôi, kìa mà khó quá. Không được điểm ấy luôn thôi. Nói chung là mình chỉ thử vậy thôi. Khó. Vậy mình lại mình đưa cây gỗ cho cái con kia. Ồ, cậu có chừa miếng nào bánh mì nào cho tôi hay không? Ồ, cậu đã tìm thấy được ba mảnh gỗ rất là tuyệt đấy. Bây giờ tôi đang suy nghĩ gì ta? Một con rồng. Có thấy một con rồng. Hoặc là một đường cong của cái mai con rùa. Ồ, tôi thấy có những ấy tốt hơn, tôi cần phải làm việc ngay bây giờ. Hãy chuẩn bị tác phẩm tuyệt nhất của tôi. Đây là tôi à. Ồ, wow, tôi rất là vinh dự. Tôi sẽ cố tập luyện để có thể giống như là cho cái bức tượng, cái điêu khắc này nó sống mãi. Nó tạc tượng mình. Rồi giờ chúng ta sẽ quay lại cái khu Oni để nói cho cái con Oni nó biết là.
Có tin tốt lành đây, cái thợ làm bánh ở Tano kia thành phố muốn nghỉ hưu và anh ta muốn cho như nhường cho cậu cái shop của ông ta. Tôi không thể nào tin được. Đi nào, anh ta đang chờ bạn đấy. Quá là bất ngờ để tôi có thể làm được hay không. Bỏ nhà đi và mọi thứ mà tôi đã từng biết. Chuyện gì xảy ra nếu như mà tôi làm không tốt? Chuyện gì xảy ra nếu mà tôi như là xa nhà cái bệnh nhớ nhà? Không không ai nói là theo giấc mơ của chính cậu là dễ dàng. Tôi đã bỏ mọi thứ để tới đây bởi vì tôi có một giấc mơ. Đó là tôi muốn thách đấu, thách thức chính mình và tôi đã trưởng thành hơn. Bây giờ tôi không không cảm thấy hối tiếc. Tôi tin vào cậu. Cậu sẽ làm được một thợ làm bánh tốt nhất ở trên hòn đảo này. Cậu tin vào tôi. Chỉ nghe những lời đó đã cho tôi thêm sức mạnh. Được rồi, chúng ta cùng đi nào. Tôi sẽ gặp cậu ở thành phố Tanooki. À, con khỉ nó trở đây rồi. Nghỉ hưu trên hòn đảo quỷ này là tốt hơn mà tôi đã từng mơ tới. Vây quanh bởi những cái suối dòng nham thạch nóng chảy cả ngày dài. Đi có thể thư giãn hơn nữa. Rồi, giờ chúng ta sẽ tới thành phố Tanooki để đưa đôi giày cho con mèo. À, chúng ta phải ghé cái bà chị nữa, bà chị. Đây, nãy mình vô mà nó không cho nè. Xin lỗi bà. Chuyện gì vậy? Ai đó? Xin lỗi vì đã làm phiền bà. Cháu đang tìm cái người, những chị em mà đã xây cái cánh cửa đỏ ở dưới nước. Mày đánh thức tao vậy, chị nói về những chuyện cũ rồi sao? Để tao một mình, tao chỉ muốn ngủ thôi. Ngủ? Ở ngay giữa cái lễ hội sao? Bà không muốn tham gia để cho vui à? Tao đã có một khoảng thời gian rất là vui rồi. Tao chạy rất nhiều mà đã dùng hết những năng lượng rồi. Chỉ nghĩ tới đứng đây thôi là được, cũng chỉ nghĩ đứng đó thôi mà đủ làm tao mất ói rồi. Bà thật sự rất là chạy nhanh nếu như bà vẫn còn mệt, đúng không? Tao là người nhanh nhất. Mà đừng nghe những điều mà chị em tao nói với mày. Nhưng mà đây không phải là những điều mà tôi đã nghe được. Cái gì? Những chị em của tao đã nói gì về tao? Họ nói là bà đã chạy thua. Bà đã như mất hết tất cả rồi. Cái gì? Tại sao bọn họ? Họ làm tao giận dữ rồi, tao không thể, tao không thể. Rồi ngủ tiếp rồi, vậy giờ mình lựa chọn sai rồi. Chắc là tôn trọng á, mình nghĩ là respect á, chắc là tôn trọng. Cả hai người bọn họ nói là họ yêu và tôn trọng bà. Họ nói cái gì? Khoan đã, thật không? Thật sao? Thật là bọn họ đã trở nên tốt hơn rồi. Sau nhiều năm họ cuối cùng đã thay đổi rồi. Ta phải đi gặp họ. Họ đang ở đâu? Họ đang ở cánh cổng nước mà đã bị chìm. Một địa điểm tuyệt vời cho cuộc hội ngộ. Cảm ơn đứa trẻ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đưa đôi giày cho con quỷ mèo. Tin tốt đây Đai Chi, tôi đã kèm thấy giày cho cậu rồi. Tin tốt sao? Nào giờ cậu có thể tập luyện được rồi. À, tôi ước là tôi có thể, nhưng mà cái gì? Tôi không có cái chai nước, tôi không thể làm việc mà khi không có nó. Đúng rồi, đó là rất là quan trọng. Có nước ở trong cái tô mì của tôi rồi, tôi cốt nhất là nên ở ở đây. À, tôi có thể tìm chai nước cho cậu, tôi sẽ đi check ở cái cửa hàng ở trong khu đô thị. Tốt thôi. Ở đây có một ở cái ở nằm ở hướng nam ở dưới đây. Con mèo này không không biết bỏ cuộc à. Đây chứ, cái shop này đây. Xin chào, có thể giúp gì cho cậu? À, xin lỗi, cô đang tìm một cái chai nước. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chúng tôi có cả đống một cái chai nước thừa mà đã vận chuyển tới và chúng tôi đã có quá nhiều rồi. Lấy bao nhiêu mà cậu muốn. Cảm ơn, nhưng cô chỉ cần một thôi. Đừng ngại lấy nhiều đi, ít nhất là 10.
Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Ồ, cảm ơn cậu và trở lại nếu như mà cậu cần thêm nữa. Ồ, anh tốt đây đây chi, cô đấy có được rất nhiều nước do cậu rồi nè. Và cậu có thể giống như là tập luyện cả tuần luôn. Ồ, thật là tin tốt, nào giờ cậu thể tập luyện được rồi. Tớ có thể nhưng mà cái gì? Tớ không có Lucky Bandana là cái gì ta? Làm sao mà có thể làm được khi mà không có nó? Ồ, cậu mất nó ở đâu vậy? À, nó đã rớt xuống biển và một con cá đã ăn nó và sau đó con cá đã nổ tung. Cái gì? Hư cấu? Ừ, rất là buồn, nó đã mất vĩnh viễn rồi, đừng bao giờ tìm nó nữa. Ủa cuộc có đoán là không có thể giúp được. Đúng rồi, con mèo quỷ này. À nhầm rồi. Chúng ta sẽ đưa cho nó cái bandana. À coi có một vài good tin tốt đây. Tôi có một cái bandana dư nè. Tôi luôn giữ nó như là một cái vật may mắn. Nhưng bây giờ tôi sẽ rất vui khi đưa nó cho cậu. Cậu thật sự làm gì đó sao? Vì tôi à? Tại sao? Dĩ nhiên rồi. Những vận động viên cần phải nó cần phải như là quan tâm lẫn nhau. Cậu nhìn thấy tôi như một vận động viên sao? Và tất cả những điều tôi đang làm là tránh những buổi tập và chỉ là ăn mì. Mì là một nguồn năng lượng tốt cho những bài tập luyện. Cậu có đầy cái tiềm năng. Cảm ơn vì đã tin vào tôi Lucky. Tôi sẽ quay trở lại để tập gym ngay bây giờ. Cuối cùng thì con mèo nó bỏ đi rồi. Bây giờ cô có thể ăn mì trong yên bình rồi. Chào mừng đã đến với quán mì. Cô có thể giúp gì cho cậu? Tôi không đói, cảm ơn. Không đói sao? Tại sao cậu lại đến cái tiệm mì này? Rồi chúng ta sẽ quay lại cái tiệm bánh với tiệm gym. À không phải. À cái gym đây nè. À chúng ta ghé vào tiệm bánh trước. Làm bánh là tuyệt nhất, mọi người đều hạnh phúc. Cậu đúng rồi đấy Lucky, tôi rất là hạnh phúc vì tôi cuối cùng đã làm cho giấc mơ của tôi trở thành sự thật. Không biết nó có cho mình bánh nữa. Không có. Tôi không biết cậu đã nói gì nhưng mà cô chưa bao giờ thấy mà Dai Chi mà tập luyện cực lực như vậy cả. Đây là khoảnh khắc như là có những muốn người nhiên tôi cảm thấy rất là đáng. Tôi muốn khóc rồi. 1, 2, 1, 2. Tốt lắm Dai Chi. Tốt lắm. Cảm ơn gì. Cái nhiệm vụ của mình đây là xong rồi. Giờ chúng ta quay lại cái nước để coi cái cánh cổng. Những người chị em của tôi đã nhớ mọi người lắm. Tôi rất hạnh phúc vì tôi có thể lại ngủ tiếp. Thật là tốt khi mà trở về nhà. Chờ đã, tiền đâu? Thật là tuyệt vời, có cả ba chị em là họ đã trở về rồi. Nhìn kìa cánh cổng nó đang chuyển động. À, nhảy đầm tiếp.
Rồi chúng coi ở đây đã xong. Bây giờ còn một môn mà chúng ta chưa thi đấu, đó chính là môn trong rừng trúc, môn đánh banh bàn. Đánh banh bàn với Tengu. Rồi chúng ta đã tập hợp đủ 7 cái bí kíp rồi. Thị trấn này hoàn toàn bị bỏ hoang rồi. Tại sao vậy? Sau khi Tengu đến đây, ngọn gió quá mạnh cho nên mọi người đều bỏ đi đến thành phố Tanooki. Tengu một phần là người, một phần là chim, rất là mạnh mẽ và bí ẩn. Họ yêu chơi bóng bàn. Mọi người bỏ đi hết. À, cậu có muốn thử không? Quyền thoại nói là những người thắp cái ngọn nến ở ngay chỗ những cái lồng đèn á, sẽ có một cái linh hồn mạnh ra đánh. À, cậu thật là dũng cảm, hãy nhận lấy ngọn lửa này và đi thắp 4 cái ngọn đèn xung quanh cái bàn. Mọi người đã bỏ cái ngôi làng này sau khi Tengu tới. Tại sao? Tengu có vẻ rất là thân thiện và ông ta cũng rất là tốt ở chơi bóng bàn. À, đó là vấn đề, mọi người cũng yêu Tengu, nhưng mà anh ta chơi bóng bàn với cái cây quạt của anh ta. Và anh ta chơi quá tốt mà nó tạo ra những cái cơn gió lốc mà quá mạnh là cho mọi người, những người mà sống gần đó. Ồ, thật khủng khiếp. Có ai đó đã kêu anh ta ngừng lại chưa? Tôi đã cố đột nhập vào cái vỏ đường để đổi cái quạt của ông ta, nhưng mà ông ta quá nhanh và đã bắt được tôi. À, vậy tôi sẽ cố gắng. Tôi không biết nha, tôi nếu cô có thể may mắn hơn không, nhưng mà cô sẽ thử. Ồ, cậu thật là dũng cảm. Tengu ở trong cái dojo, là cái vỏ đường ở phía bắc ngay chỗ này. Chúc may mắn. À, thắp ngọn nến. Thì cái này nó thắp ngọn nến lên là mình cũng đánh bóng bàn với con Tengu giống như hồi nãy nữa, nhưng mà cái số điểm nó cần yêu cầu thắng là tới 50 lận. Thì cho nên là mình sẽ bỏ qua. Thì cái nó cũng y chang vậy, nó không khó. Cái game này mình thấy dễ. Tốt lắm. Người thử thách mới đang chờ cậu. Bây giờ hãy đụng vào cánh cổng để chơi game. Nói chung mình không cần. Giờ chúng ta phải đi vô cái vỏ đường của Tengu để lấy cái quạt. Nó đang ngủ kìa. Ồ, ở đây các bạn rồi, cô đã sắp lấy được nó rồi. Cô đang làm gì ở đó vậy?
À, cô chỉ đang như là như thích thú với cây quạt của ông thôi, nó rất là đẹp. Ha, ngươi đúng là có mắt nhìn đó. Mọi người đều yêu yêu thích cây quạt này của ta. Một vài người còn định lấy cấp của nó từ ta nữa. Ồ, có vẻ như họ đã thất bại rồi. Tôi không ngạc nhiên đâu. À, ông rất là nhanh và giống như là observant là sao ta? Cái này mình không biết rồi. Chính xác. Ngươi cần phải trở nên tàng hình mới có thể lấy được nó. À, nhắc mới nhớ, cái áo tàng hình của ta đâu rồi? Cái gì? Ông cũng có áo tàng hình à? Ta có nhưng mà nó đã bị biến mất khi mà một cái con bạch tuộc nhỏ đến đây thăm ta và rất là yêu thích nó. Ồ, ông nghĩ con bạch tuộc đã ăn cắp nó à? Bây giờ thì tao biết. Làm sao mà nó có thể dám lấy cái áo choàng của ta? Ta sẽ cho ngươi mọi thứ nếu như mà ngươi đem nó về. Kể cả cái quạt của ông à. Dĩ nhiên, mang cho ta áo choàng và ta sẽ đưa ngươi cái quạt yêu thích nhất của ta. Làm sao tôi có thể tìm được một người mà đang tàng hình? Ngươi có thể nói được cái áo choàng ở gần nếu như ngươi thấy những cái đốm sáng ở trong không trung. Hãy tìm trong cái khu rừng trúc, mang cái áo choàng đó về đây cho ta. Ủa? Mưa, mưa, mưa. Trong rừng trúc. À đây. À ha. Cái gì? Làm sao mày có thể nhìn thấy tao? Tao chỉ đi theo những cái đốm sáng thôi. Tại sao cái áo choàng cận hình mà mày lại có thể nhìn thấy được những đốm sáng? Nó không phải là áo choàng của mày. Tại sao mày lại lấy của nó từ Tengu? À, tao muốn sử dụng nó để hù mấy cái con ở ở trong cuộc đua marathon, rồi chúng tao thường hay chơi 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 mánh khóe với nhau. Ha ha ha. Đó không phải là một lý do để ăn cắp. Nào, hãy trả nó về cho Tengu. Ồ, thôi mày không biết đùa à. He he he. Tao phải cần nghĩ ra một cách khác để đùa, để trêu, để chọc ghẹo bọn bọn mấy con quỷ đó. Mình không biết là kêu con gì. Ồ, áo choàng đẹp của ta, ngươi đã tìm thấy nó rồi. Vâng, và con mực nó đã, con bạch tuộc nó đã thừa nhận và nó có điều muốn nói với ông. Xin lỗi, tôi đã thấy lấy cái áo choàng mà không hỏi ngài Tengu. Đây, bây giờ nó đã trở về, cô có thể có được cái quạt không? Ồ, dĩ nhiên là không. Cái gì? Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Ta không thể nào chơi ba bóng bàn mà không có cây quạt được. Ngươi không muốn ta ngừng chơi đấy chứ? Không, nhưng mà ngọn gió từ cây quạt của ngài nó quá mạnh, làm cho dân làng đã phải bỏ đi rồi. Bây giờ toàn bộ cái ngôi làng đã trống rỗng rồi, trống vắng lắm rồi. Ồ, đó lý do tại sao mọi người đã bỏ đi à? Ta nghĩ là họ đều sợ ta. Không, họ muốn tới để xem ông chơi. Ngọn gió chỉ là một cái trò đùa thôi. Ta sẽ hạnh phúc khi mà không sử dụng nó để có nếu mà thể nếu nó có thể giúp được dân làng. Tại sao không ai để nói với ta? Chúng ta có thể mà thỏa thuận vấn đề lâu lắm mà. Ồ, ngài nói đúng rồi, cô sẽ đi thẳng vào vấn đề vào lần tới. Ồ, cậu muốn đi qua sao? Xin lỗi, nhưng mà với cái mưa như thế này thì nước nó hoàn toàn nó che mất cây cầu rồi. Nó đã mưa từ khi mà có một cái chàng trai kỳ lạ đến ở đằng sau cái vỏ đường của bóng bàn. Ở con này người lạ mặt sao? Cậu nghĩ nó có sự liên kết nào à? Cô chưa never cô chưa không bao giờ nghĩ tới điều đó, nhưng mà có thể anh ta có thể làm cho nó ngừng ngừng mưa được. Cậu có thể yêu cầu chàng trai đó được không? Cả dân làng này sẽ mắc nợ cậu. Ok. Rồi, giờ chúng ta sẽ giúp. Chúc em mắn. À, sau khi mà mưa rất nhiều, tôi nghĩ chúng ta có thể làm một ngày nắng. Mưa, mưa, xin lỗi. À, xin chào mèo con. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời đúng không?
nó đúng nhưng mà nó có thể tuyệt vời hơn nếu như không có mưa. Ồ, đây nhưng mà đó là điều mà làm cho mọi thứ trở nên tuyệt vời. Ta yêu mưa. Ta là Ame Furi Kozo và mưa theo ta mọi nơi. Theo cậu. Vâng, và ta thích chia sẻ nó những nơi mà ta đi qua. Nếu như cậu yêu thích chia sẻ nó, tại sao cậu không cậu sao cậu lại ở đây rất là lâu rồi? Kế hoạch của ta là chia sẻ những cơn mưa của ta ở khắp mọi nơi trên hòn đảo này, nhưng mà khi có cái đây ngọn gió từ Tengu nó thổi mất cái vé xe lửa của ta. Đừng lo, tôi sẽ giúp. Có thể cô sẽ giúp cậu kiếm một cái vé mới. Cô sẽ kiểm tra cái trạm xe lửa ở Tanooki City. Vậy là ngươi rất là yêu mưa như ta đã từng yêu. Rồi vậy cô sẽ quay lại cái chỗ xe lửa. Xin chào, cô có thể làm gì cho cậu? Xin lỗi, tôi muốn một cái vé xe lửa để đi một tour vòng hòn đảo. Xin lỗi nhưng mà tất cả đôi nhưng mà cái có sự kiện thể thao cho nên chúng tôi đã bán hết rồi. Cái gì, không còn cách nào để lấy một vé nữa sao? Người chủ của cái tiệm mì ở dưới con đường này đang có một cái promotion, là một cái khuyến mãi á, có thể là cô ta có thể giúp được. Tôi sẽ kiểm tra, cảm ơn cậu. Xin chào, cô có thể giúp gì cho cậu? Tôi đang tìm một vé xe lửa. Tôi nghe là cô có cái vé đó. Cậu đang nói cái chương trình khuyến mãi đặc biệt của chúng tôi à? Với mỗi năm 50 tô ramen mà cậu đã order thì cậu sẽ có được một cái vé xe lửa free. Cái gì, 50 tô? Tôi không thể nào, nếu mà cô ăn hết 50 tô thì cô sẽ không thể nào thi đấu được. Thi đấu à? Vậy cậu là nhà du lịch mới sao? Chính là tôi, mèo may mắn đây. Vậy hôm nay là ngày may mắn của cậu. Hãy nhận cái như là chương trình giảm giá 50 tô miễn phí. Đừng lo, cậu không cần phải ăn hết nó một lần. Chúng tôi sẽ như để đó cho cậu khi nào mà cậu sẵn sàng. Vậy đừng quên cái vé free xe lửa của cậu. Một nhà vô địch nên cái này mình sao ra nên style. Cảm ơn, thật là tuyệt vời. Tôi sẽ trở lại sao cho những tô mì. Bất cứ lúc nào hãy nói cho bạn cậu biết về tiệm của chúng tôi, chúc may mắn nhé. Giờ sẽ quay lại cái rừng trúc. Cô đã tìm cho cậu được một vé xe lửa rồi đây. Một tour khắp hòn đảo là thật là tuyệt. Đi nào mưa, mọi người sẽ rất là thú vị khi mà nhìn thấy chúng ta. Mưa đã ngừng rồi và mặt trời đã lại tỏa nắng và cây cầu lại mở lại. Cậu đúng là một nhà vô địch lucky. Tôi rất là vui vì đã giúp đỡ được. Đây cũng là một cái thử thách, cũng là đánh bóng bàn nhưng mà nó cần có 100 điểm lận. Nói chung là mình không có làm nữa. Giờ chúng ta sẽ quay lại cái nhà giữ cúp để coi chúng ta được bao nhiêu cái cúp rồi. Chúng ta đã đủ hết rồi nè. Chỉ còn thiếu một cái. Có một cái gì đó viết ở đây đây. Đừng bao giờ tin vào những con chim. Cậu đang làm gì ở đó vậy Lucky? Cái này là gì? Tại sao lại có một cái dòng chữ nói là đừng tin vào những con chim? Cái gì? Cậu không tin những gì mà cậu đã đọc được đâu. He he. He he he. Cậu nên tốt nhất ở xa chỗ đó ra nhé Lucky. Ủa? Lucky, cậu đang làm gì ở đây rồi?
À, con đang viếng thăm cái phòng trưng bày. Phòng trưng bày nhưng mà cái người chủ nó đã bị mất tích cả tháng nay rồi. Mất tích sao? Chuyện gì đã xảy ra? Không ai biết, cô ta chỉ đã biến mất thôi. Nếu không đúng, thật ra ở trong trong nhà trưng bày có một người, đó là một con hạc già đang 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 xem những cái mọi cái cử động của tôi. Một con hạc Lucky, cái người nghĩa cúp là một con mèo cũng giống như là cậu vậy đó. Có kẻ mạo danh. Không thật, không thể nào, toàn suốt những thời điểm đó là xạo sao? Có là vẻ có điều gì đó hơi là khác thường đang diễn ra, cậu tốt nhất là không nên vào trong. Cậu cần phải tìm ra cái người thật sự, người chủ thật sự. Nhưng mà tôi biết bắt đầu từ đâu đây? Hãy nghĩ đi, cậu có bao giờ thấy một con mèo nào ở chỗ nào khác trên đảo này chưa? À, tôi nghĩ là tôi biết đó. Là con mèo nó nằm ngủ ở trên cái đảo núi lửa, đảo quỷ. Đây. Này, tỉnh dậy đi. Lại là cậu à. Xin lỗi vì đã phiền cậu, nhưng mà cậu phải là cái người chủ của cái nhà trưng bày hay không? Ta hả? Dĩ nhiên là không rồi. Nhà người chủ đó là một cô gái. Vậy cậu đã từng nhìn thấy cô ta à? Lần cuối tôi nhìn thấy cô ta là cô ta đang đi về một trong những cái boat house, giống như là một cái nhà trên một con thuyền ở cái bến cảng Archery, là bến 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 cảng mà của cung tên nó ở nằm ở phía tây bắc, nhưng đó là rất lâu, những tháng trước rồi. Cảm ơn cậu, tôi sẽ kiểm tra nó. Chắc thôi, được thôi, nhưng mà đừng đánh thức tôi dậy nữa. À, cửa này khóa rồi. Phải ở đây không ta? Không phải. Không phải luôn. À đây đây. Một vũng nước xoáy à. Tôi nghĩ cô có thấy được cái gì đó ở phía dưới. Nhưng có khi nào là cái người chủ của phòng trưng bày ở dưới không? Mèo thì thường rất ghét nước, nhảy xuống luôn. Chỉ có một cách để tìm ra sự thật thôi. Cậu là ai? Tôi là chú mèo Lucky. Cậu có phải là cô chủ của cái nhà trưng bày hay không? Chính là tôi. Tên tôi là Momo. Momo là cái tên nghe rất là quen. À, cô chính là cái người mà con mèo ma thuật ở trên cái trò chơi Google đi đồ Halloween hay không? Tôi rất là thích cái game đó. Có nghĩa cậu là cái con mèo. Cậu là người may mắn của cái game trên đảo này à. Tôi đang chơi cái game đó cả ngày nay. Thế giới này thật là nhỏ bé. Khoan đã, vậy có nghĩa là cậu đã điều khiển tôi trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu đã điều khiển tôi. Thôi, chúng ta không cần nghĩ nhiều về nó đâu. Chúng ta không muốn như những vòng xoáy không kết thúc. Mọi người trên hòn đảo vô địch đang đang tìm cậu kìa. Tôi đoán là tôi đã mất mất như là mất cảm nhận về thời gian rồi. Tôi đã nhờ bạn tôi là một con hạc để trông chừng cái căn nhà đó trong khi mà tôi cố gắng hoàn thành cái game mà của cậu, nhưng nó rất là dài. Con hạc là bạn cậu sao? Anh ta có vẻ trông hơi kinh tởm. À không, anh ta không không phải người xấu đâu, anh ta chỉ là có cái giọng cười khá là ghê rợn. Bây giờ liệu cậu có thể vui lòng trở về hòn đảo với tôi không? Mọi người đang rất là mong để gặp cậu. Dĩ nhiên rồi. Tất cả bọn họ đều chắc đang rất lo lắng, cô sẽ gặp lại cậu ở căn nhà đó. Một cái máy vi tính. Có tôi ở trên màn hình. Rồi em qua sẽ quay lại chỗ kia. Lucky, cậu đã làm được rồi. Cô chủ đã trở về rồi. Cậu ở đây tìm thấy cô ta ở đâu vậy? Đó là một câu chuyện dài. Momo,
cô đã trở về rồi. À, cảm ơn cậu vì đã tìm ra cô ta Lucky. He he. Xin lỗi nếu như mà cái dòng cảnh báo của tôi nó không được tác dụng. Nhưng cô đã hứa với Momo là tôi sẽ không nói là cô ta đã bỏ đi. Ồ, vậy là chính là ông là người đã viết cái dòng cảnh báo đó à. Dĩ nhiên rồi, nhưng mà nó hóa ra là tôi không có điều gì lo lắng cả. Momo đã an toàn. Nhưng cô cần phải hoàn thành cái trò chơi. Đừng lo, cậu vẫn còn, cô vẫn còn rất nhiều thời gian mà. Cậu đúng là một nhà vô địch thật sự. Thì tới đây mình cũng đã hoàn thành hết tất cả các cái game, với lại tất cả các nhiệm vụ trong cái game này. Thì mình nghĩ là nếu như mà mọi người có thời gian, mọi người nên chơi thử. Và video của mình cũng có đây kết thúc. Nếu mọi người thấy hay và bổ ích thì để lại một comment, like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Thank you for watching.